Thêm rất là ta. Lũng tuy đây. Nó đi cho mèo ăn rồi. Cái thằng chó này. Má mày làm tao mất dần lòng nhân từ rồi đó. Đủ mắt mất lòng từ với mày rồi Đó đó. này ạ. Bây giờ mày Bây có giờ mày có ép SS chưa? chưa? Bỉ Bỉ mày mày. mày 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 đi đâu? Thì mày Thì mày ép đi, SS mày ép đi, đi, không không tao tức cứ mày mày đó. đó. Mày đi đâu? Mày đi Ủa, đâu? ý là Tao bà chơi Lê một đua gián không thì vậy bởi hả? nó. Bà Lê Mày đua nữa. hôm nay làm sao không vô được vậy? Chấm nét chứ đừng có chấm cơm. Mày là gì hả? Nice. Em chưa bị giết. Chưa, hình như không biết chơi sân ngỗng hay sao, ai con dịch đó, chưa giết ai hết á. Im lặng. Em tắt mic. Lộ mic kỳ sao vậy? Ờ, nó đó. Cho nó đéo dưới này. Nó ngồi, nó di chuyển chậm lắm. Kìa cá mất. Cam là dịch chị ơi. Cam là dịch chị ơi. Hẹn nếu mà game sau em không phải là dịch thì chúng mình lại nước qua thầy tiếp nha. Ok, nhưng mà giết con Sao cam nha. Giết cam nha. Chị ôi giết cam nha. Nha. Giết nó cho em. Nó không biết. Rồi nó chết luôn. Dù Bích Kỳ chết rồi mới đẹp. Gà vậy. Cái này game này là chơi Ha, bởi lỗi vì làm đi gì? săn mà. Thì lỗi làm gì? Đi săn mà. Giết thoải Yeah. mái á. Yeah. Thì lỗi làm gì? Ủa, là cái chế độ này chơi sao mấy má không biết chơi. Ý là Con sẽ gì có có xin liên lạc trốn không? dịch thôi. Đi xin liên tục, trốn dịch thôi, đi trốn thôi, hiểu Trốn không? hoặc Cái đi trốn làm là nhiệm vụ. Ê đê. Nó không báo được. Chơi Nãy không báo được chơi à? chơi chơi Không. chơi đang chờ người không báo được.
Ê, ê, đấy đi chơi cho chờ đủ người đông đông rồi giúp. Ước phải tách người mới dám giết ạ. Không biết chơi cái kia. Thích ai Cái ồn chứ à? Internet mà mất ồn quá kìa. bạn nào đang đi trực thăng hay đi máy bay thì mình tắt mic nha. Có yêu cầu thì mình mở mic lên thôi. Internet kìa, con lòn Vicky này. Anh ác quá. Quá Chưa. không Nó hề đang ác, đùa không hề ác. lừa. Con lồn bất kỳ này đủ mấy đang thử thách lòng kiên nhẫn của tao. Em Nhi phải đi chung chung mới được. Cùng cặp Đá tao đi đi cho ngủ, khỏe quá. ngủ má mày tụi Cộng hợp đồng lắm chung. mà. Anh à, anh gọi em nghỉ Tết rồi em mệt mới nha, lên. tết mệt nha. Mọi người kỳ chạy thôi, chỉnh cho bình thường đi. Guys. Mấy người 10 người hả? Vậy chọn đâu được rồi hả? Chơi chọn vai nè, không giỡn nữa đâu. Còn ai nữa không? Thăm mạng là nhìn ít mạng. Vô mini kìa, mini nó kêu chơi thăm kim nó kìa. Mình đi trong game mẹ, thật đen hả? Nãy tưởng mọi người. Giờ mày điện Chị xin mọi thoại. người cho mình ăn cắp Chọn không? đi đâu? Chị mày ao Chị đi. mày như rồi. Em không chơi hả? Ai? Đi đâu rồi? Dạ. Ở đây. Come here. Há miệng ra cho ngậm xíu. Thế thì em thích ăn đồ cù của anh cơ. Lốt. Em Dâm nhặt vậy vào thì em má. sẽ đó xong em giọng của Mày anh Tâm là cứ phải từ 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 gốc đến ngọn đó. chu à, từ, 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 đợi đi gái cái đã. Trời ơi con lồn kia lâu quá. tôi đồ đó. Quá mệt. Quá là mệt. Ủa má mày. Hoài vậy. Mày mày ngồi kế bên tao là tao đập mày chết mẹ mày nãy giờ đó, con lồn Phú Yên. Vô đây, vô đây, vô đây. Chàng Chị đi Nhi Trang đái đi đĩa đái rồi. rồi, chàng đi đái đĩa rồi, chờ xíu đang rửa lồn, đang lau bím. Vậy? Vô bất kỳ không chưa? Vô Ăn chị đồ. ơi. Vô vô. Cậu má là đang đi chơi điện thoại đừng hiếp tôi nha. Hù dạy má. Không chỉ luôn Cậu á, vẫn cho lại hai bất chấp. slot kìa. Mấy chè Sao đang chơi bị thế nào? bỏ. Mày vắng vẻ vậy. Tâm này lại Tức rắn là vẻ quá em vậy. bất chấp mọi sự. À, shipper.
Tụ má mày, Kim tao mà có Ân đồ hả? chơi tao vô tao chơi con Vicky trước. Chứ mày em với tao rồi. Tụi gây thù chú quán với tao rồi Ủa tam trời trời tam mắc cười. Thôi mẹ em ra trước Ê anh. ai, ê ai mà thấy xác em á là anh Tâm giết nha mọi người. Anh Tâm giết Kéo hết nha mọi người. ai cũng giết mình hết á, mày hiểu không? Mày chết mẹ mày với tao rồi. Tâm là con văn phòng á, Tâm văn phòng hoặc là Chim Ưng á mọi Thôi có anh chạy Tâm nha mọi tao người. Anh lấy Tâm cái là rửa đi sát coi. thủ á, cao thủ á mọi người. Má mày, tao lấy cái rửa nè. Không mày chết Có chỉ có mẹ cao mày thủ nè. thôi hả? Chứ chưa có ám sát. Tao có cao thủ rồi, chỉ Ê, có có mẹ cảnh sát rồi. trưởng. Ê, Có ai dùng nhìn phòng mày luôn. có thấy khác. Đây chị, bên đây, bên đây, bên đây. Bên đây, bên đây. Lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây. Chị lấy gì vậy? Ui, em đi. Hả? Em đi con. Lại đây, lại đây, lại đây. Chị lấy gì vậy? Manh bù. Hồi nãy là tôi thấy manh bù đi với anh Tâm. Phòng hai thằng kia nói chuyện mà mày phải đi đâu? Em thấy xác ở đâu, em thấy xác ở đâu? Em thấy xét ngay cái chỗ mà ngay cái đồn cảnh sát mà không, từ cái khúc quận Bình Thạnh đi xuống ngay ngã tư chị. Anh Tâm Ừ, ơi, ông vậy đi chị anh thấy Tâm ông, ơi. chị thấy ông đi từ dưới đó ông đi lên mà. Ông Manh Bu hồi nãy em thấy Manh Bu đi chung với lại anh Tâm, còn cái lúc mà em với Mini từ quảng trường thành phố đi xuống ngay cái đồn cảnh sát thì thấy Eji đi ra từ đồn cảnh sát. Có gì để nói không? Skip đi, skip cho chơi một Hai round nữa cái đi. quốc thì cái quốc. Ok, skip đi. Bác, chị Nhưng không, quên nhưng cái mà xanh đi nè. em muốn nói với anh Tâm một điều. Anh Tâm sao vậy? Anh Tâm ơi. Anh Tâm. Đừng có nghi nghi ngờ mẹ Vicky lắm nha. Mình tắt ông Tâm ra rồi mà ai giết ông Tâm để ác vậy? Gây lắm nha. Phải cười phải chí à. Mẹ. Chú. Dí con đỉ mẹ mày chứ dí. Tao cần tìm anh bu. À, à con tao. À. Ngu lồn thiệt chứ đụ má con tao có lại cắn rồi đụ má tôi dân phòng. Con lồn nó đụ má. Con lộn đó nó chọc anh Tâm, nó lưỡng lự trước mặt tao, tôi ghét. Ủa tao tưởng mày, ủa sao tôi mày phải gào lên chứ. Ủa tôi phải tưởng lồn mày anh phải chế được chưa kịp khi em nói cái lồn gì xong rồi chế á con tao cái gì chế sực em luôn, nói cái lồn gì nữa chế đủ má em quyền cái văn xong rồi phòng tao chạy đùng ra. đi nè, em với chế hai đứa cảnh sát mà chết mẹ hết rồi. Chết mẹ luôn, Chị để tao tìm Di, mày. chị Di chết Tao chưa? con lồn, con đĩ mẹ mày. Còn hai dịch một chim ưng, chim ưng giết được. Vậy là chim ưng hồi nãy chim ưng giết anh Tâm. Tím á, cái con màu tím là ai vậy?
con vịt nè, con vịt nè. Con vịt nè giết. Cái con màu tím giết người á. Con vịt mình làm sắt hồn. Con màu tím không giết. Vịt giết cả cam mà nè, hát đấy. Bảo cam lót đi cam chừng nghe. Bạn tin tôi không? Tôi đứng kế con màu tím. Em gì? Không giết người nè. Không. Nó bảo tôi đứng cạnh ai nhỉ? Đừng đừng. Bên kia là ai ta? Trắng trắng luôn cái con vịt. Còn nhiều vịt lắm, sợ thế nhờ. Con vịt này con gì? Một tím hay là như một tím không phải vậy? Tím. Mình không giết con vịt nè. Mình đứng cạnh con vịt nè. Mình đứng cạnh con vịt nè, con vịt nè giết. Mình là sắc hồn. Nãy thức anh. Không thật, nãy là quái vật rồi, trận này không làm nữa đâu. Em gì về tí này, nhưng không gì biết mẹ rồi. Con vịt nè, không vốt con vịt nè là thua. 8, con vịt nè. Thề danh dự luôn, ok. Kìa vốt đi kìa, ơ kìa. Vốt con mà, bấm rồi mà. Con đã bấm đâu? Con đã bấm đâu? À, mình quên, nó bỏ qua rồi, tôi bỏ qua lúc đầu. Quái ơn. Không, mình chưa bấm vốt mà. Tôi bấm lộn con vịt. Con chim Vân không có vốt được. Ừ, con chim Vân không vốt được. Đúng chim Vân là auto bỏ qua. Game này thua rồi. Thua rồi. Chim Vân cắn dịch. Bây giờ chim Vân cắn dịch một con là win đúng không? Nhưng mà hai đứa nó đi chung rồi. Hai dịch đi chung rồi cắn kiểu gì? Hai dịch đi chung luôn vãi lồn thiệt. Thế rồi tao cắn nhầm rồi. Thôi ngu rồi. Độ má chưa gì độ á, má bắn người ta rồi. Trời đất ơi, cả đủ má Canada ngồi đó mà nó dám giết Canada nè mấy má ơi. Ê, con vịt đè chết rồi kìa. Đâu đủ thời gian đâu. Một giây, dịch win rồi. Ủa, chim Vân thắng luôn. À, chim Thân sống tới cung. Chim Vân hồi nãy giết anh Tâm à. Giết chị luôn. Đồ quá, anh thấy em giết Vicky kỳ được cho anh Tâm. Giết con đĩ mẹ mày. Tao hối mày luôn, đồ con má mày. Một khi mà trong tay tao có một cái gì có cơ sở giết người đi đã là con Vicky là đứa đầu tiên. Con đĩ mẹ mày. Em có giết anh đâu. Đồ bé. Yến vô nữa chứ. Đồ má chị đồ. Ê, con tao giết người, tao giết người. Xác má Vicky đầm đó đủ. Mà bắn luôn. Ủa sao sẵn sàng cũng được. Trời ai ác vậy trời. Má trời ơi mấy con ác quỷ thôi. Má kẻ đặt bom đó kìa. Má đi trước là bom cho người đi sau. Động hồ quay. Ủa, mình có chơi cái gì ta? Cái gì mà lay cũng không cho bồ câu nha. Nhưng mà mấy cái chơi mấy mẹ đi chơi trước. Bồ câu thì không được. Không được hết rồi, nhìn là thấy đồ hết rồi. Gì cơ? Không được chơi. Ủa mà anh Manbo khai đi, Manbo là chim mừng nữa đúng không? Rồi mày chết mẹ mày rồi. Chết rồi, tỉ tay đại. Đấy, ai? Rồi lại coi chắc là có chức năng rồi. Mày chết mẹ bị tao rồi. Bất kỳ ơi, chạy đi. Thách trưởng trước, hello. Với cả thách trưởng trước, hello. Thách trưởng là tao má, hello. Chết mẹ mày rồi, con chó bất kỳ. Dân phòng. Rồi, mày tâm luôn rồi. Má dân phòng, chim ưng. Quá trời cảnh sát trưởng, cái lồn má. Cái đồ phải lồn thiệt. Chơi lại gì vậy chơi? Đừng chơi ơi.
Đừng có giết em thêm một lần nào nữa. Chết hai người. Không có được đụng, không được đụng với em gái của em đó. Ê, tí tao cắt đầu cả hai con đó. Trời ơi, ghê vậy. Hello, hello, hello. Trời ơi, mày ní em, mày ní đây để tao cắt cổ quỷ chi đô coi. Con bích kia ở dưới kia kìa. Nhanh, nào mày cắt đi, mày cắt đi để tao chu cấu. Từ từ anh làm vụ ơi. Từ từ để em cắt đầu để chi đô hả? Cái bom! Đừng có vô, đừng có vô. Ơ, à, cái gì vậy? Để né ra, từ từ, đừng la. Đây là sao đây? Đây là sao vậy? Kiểu gì vậy? Ai giết vậy? Ủa là sao? Chị giết, chị ai, giết. Ai ở trước đi ra là trước mà. Ủa nhưng mà sao giết vậy? Sao chị giết nó vậy? Ai vậy? Sao Duyên Anh giết nó vậy? Ai vậy? Là ai vậy? Màu vàng đó là ai vậy? Sao mà chị giết? Ủa sao chị là sao? Ủa sao chị đu chết rồi chị? Ủa chị ơi, chị em là người bắt thù chứ gì chị bấm rồi, em chưa kịp bắn nữa. Em đã biết ai giết nhưng mà em chưa kịp bắn nữa. Anh Manbo chết kìa, chết trước mặt mình luôn. Manbo vừa cắn cái sực luôn. Manbo với lại ấy chết kìa. Hình như Manbo với lại màu hồng là ai chấm than chết kìa. À, cái ông gì á, cái ông gì người bắt á. Có người quăng bạn, cái bom. Bạn của AJ. Ờ, có người quăng cái bom chạy quá thì chạy luôn. Chị đô, tại dân để chị đô kêu là giết đi, mày giết tao đi. Không, tao quăng bom đó, tao giết luôn. Chị văn phòng hả? Tao. Đúng vậy. Má giờ. Này thì giết hai chị em tôi hả ông già? Đúng khè, khè, tao ghét mấy đứa khè tao ghét lắm. Hay khè lắm. Cái dĩ đồn chi không biết. Đứa nào mà khè khè tao có súng nó bắn chết hết. Em đừng hỏi sao nước. Ông Tâm cầm bom chết rồi. Khỏi dây khỏi. Đi bây giờ bấm chuông phốt kêu mini cần cần. Đi bắt cần cần. Ok. Cam ơi, con mini là cần cần á, mini là cần cần á, phốt cần cần đi. Con mini là con nào? Là con vịt nè hả? Rồi xong. Con cần cần này má nó ăn xác trước mặt hai con vịt luôn rồi. Ủa quá đúng người làm người ta người khác ăn luôn á. Ông tao không giữ chứ bơm đâu quá không quay đâu mới ông còn giữ chứ bơm ông nổ. con vịt này chạy theo quân luôn chị má. Tao là thám tử tao cần người có người giết người để tao đi đi khám nghiệm là sao con gì. Ủa anh Mũ, anh Mũ tự nhiên thách thức người ta. Ê, nếu mà mày nếu mà cảnh sát trưởng hay dân phòng giết người soi đầu ra đầu đỏ không mọi người? Có. Không. Sao? Giết mỗi lần giết người là soi ra phải lộ rô luôn á. Chỉ cần có giết người là. Ê, hồi nãy tôi để lao lên giết Zidane rồi đấy, nhưng mà ai giết tôi trước hay không tôi giết cái bà này rồi, dám. Vô chị. À, mày có biết mày không? Đây là tao đen ở chỗ đây này. Tao đã vừa bị con Di giết, tao lại còn bị con thả bom đến con mọi người. Thả cho mini từ kiếp nào rồi?
Thế là nó rơi vào người tao luôn, thế là tao... Ê, chị ơi, ai ở ngoài xin code kìa. Ai vậy? Từ từ nhá. Code ở chat đó trời. Như Yến xin. Không hiểu luôn. Gián điệp là sao đấy mọi người? Ui, con tăng hình kìa. Gián điệp là lúc nó bỏ phiếu cho một người nào đó, nó sẽ biết role của người đó. Một mình đó. Tăng hình trong 5 giây. Ôi vậy là gián điệp là ngỗng hay là dịch? Là dịch. Má gơ vậy, sao có cái role gián điệp nữa vậy? Nó biết role thôi mà. Ờ. Nó mà khai ra sớm nó có bị giết thôi à, nên khai ra sớm thì đâu ám sát đâu sợ tàng hình kìa. Oh my god. Tàng hình là gì vậy? Có cảnh sát trưởng, có văn phòng. Còn chán người chứ. Mấy người đầu chọn hết là mấy người cuối là có cái nịch. Đói hết, đói hết. Đúng sao số chính còn cái người bán thù vậy? Tôi thề là có ai mà có. Ai. Ai đó? Ai láo ở đây? Mọi người phải tuân lệnh thôi, tôi là cảnh sát trưởng. Ai mà láo thì bắn chết. Chị Minh Vu cảnh sát trưởng kìa, anh Tâm tin không? Ông nó không cảnh sát trưởng kìa anh Tâm. Hey. Manh Bu nó Manh Bu cảnh sát trưởng, ai láo ông bắn kìa. Ông Manh Bu á. Hồi nãy ông đây nè. Đây nè, ông đây nè. Rồi sao? Anh cảnh sát trưởng hả? Không, tao dân phòng. Có rồi cảnh sát trưởng mà anh. Là sao? Có rồi. Gì đâu rồi? Cái điện con mẹ. Cái lò cái vậy chứ. Đúng rồi, em là con kèn kèn mọi người ạ, em không biết chơi con này. Nhưng mà em không phải là... Khoan mọi người, bỏ qua chuyện con Chido đi. Anh Manh Bồ mới đứng đó với em vừa chạy vô làm vụ trong đó. Thì con EG với lại con dịch mà hồng hồng đó đi vô chạy chung với em trong đó luôn đó. Tại sao lại không thấy xác của Manh Bồ? Manh Bồ cảnh sát trưởng hả Cam? Đúng rồi, Manh Bồ khai là cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng bị dân phòng giết. Cảnh sát trưởng bị dân phòng giết. Hai hướng khác nhau. Hai người chết hai hướng khác nhau. Là ăn được hai xác rồi hả? Có chết hay? Vậy ăn được hai xác rồi, phốt chị đô đi, phốt chị đô đi, cần cần á. Kia nè, nhưng mà tao biết được hai hướng khác nhau mà. Tao phát hiện ra hai hướng khác nhau, tại sao lại phải phốt tao? Trừ khi... Chị, tại vì chế là con cần cần. Thôi đi. Tại vì Manh Bu là cảnh sát trưởng, các em mới đi nói với anh Tâm á là Manh Bu nói là cảnh sát trưởng, ai láo là ông bán, cái anh Tâm văn phòng vô giết luôn. Wow. Wow, không phải cái đấy. Mày sẽ muốn vịt rồi, chắc chắn là tao sẽ muốn vịt. Con tao má toàn kiếm phất kỳ mà xui con tao là lồn phất kỳ chết đời nào đéo hay luôn á. Phải lồn kình kình đi dí ngỗng là dịch. Ba bốn chị đồ biết chị. Trời ơi. Hello, 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 hồi nãy á chị, hồi nãy anh Tâm giết ông Manh Bô ở trong cái phòng mà bấm chuông á. Cái xong chị đu vô cắn cái xác ngon lành luôn, nuốt cái xác ngon lành luôn á chị. Đúng rồi, hình như là không biết chơi tại do thấy nó có cái chị dẫn á, hiểu không? À. Chạy theo cái chị dẫn. Mày em là cái gì? Em có giết chị không? Dạ không. Vô đây. Ê, quá à. Cái đứa hồng hồng này nè, tí hít dâm mình cái một cái sợ. Dạ không có mà. Sợ quý, dạ không có.
100 nhiều dịch mà mình được phép đi chung mà. Vậy sao? Chị không sợ. Chọn vai ngẫu nhiên vậy? Chị ngộ chọn vai ngẫu nhiên vậy? Chị không hả? Chị không sợ em làm chim ưng hả? Không, giờ em có giết chị gì mà. Cái gì vậy? Đồ, tôi khai ROM từ đầu rồi, có má hỏi má không gì má đéo khai. Đi, đâu có ám sát đâu mà sợ. Thấy vui quá chị. Làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ. Em là dịch. Hiểu không? Hả? Cái gì em? Anh Tâm giết nữa hả? Anh Tâm giết nữa hả? Alo. Chút cái phòng dập lửa có một cái xác. Bây giờ Ủa, cái phòng dập lửa là em đi vô dập lửa còn mini đứng ở ngoài á. Cam đúng không? Có cam cái không? Cái xác trước cửa phòng dập lửa luôn. Là em đi vô cái trong dập lửa đó, rồi, em dập em dập được hai đám rồi, là cái lúc mà em thấy cái cam cute mà đứng một đống ở đó đó, cái xong rồi em đi theo chị Di qua bên kia, cái em mới nói là em quay lại em kiếm dịch, cái em mới thấy em không thấy ai hết, cái xong em đi dạo xuống dưới, cái em mới đi lên em dập lửa, là lúc mà em đi vô trong cái phòng dập lửa không có xác, là em dập được hai đống lửa rồi mới đi bọt xác lên, mà cái lúc mà em đi lên là chị Mini đi sau em á. Em với anh Tâm chạy từ dưới câu cá đi lên tính đi vô dập lửa, xong thấy cái xác trước phòng dập lửa luôn. Vậy là mini rồi. Mini. Mini á. Em nghĩ là mini có gì giải thích không? Không. Không. Ủa má nó chìm là đa. Còn gì con xài là dịch. Phải lồn, nếu mà dịch là tới đâu này 24, 245 dễ gì ăn. Là thắng là dịch thắng rồi. Không sợ này nó đi chung với em cái buổi mà nó có giết em đâu. Nó nói là dịch là không, nó yêu thương em quá hả? Rồi xong nguyên điểm mình đi đe đe quá à. Để không có đe đe đâu đúng không? Chim ưng hay sao á? Sao tôi còn nghe tiếng mini vậy ta? Bắn đây, bắn mà xài đây. Bắn đi. Chúng còn viên à. Ủa gì kì vậy? Không, quan trọng là đâu. Chị ơi, EG chưa giết công Tâm trước mặt em luôn, ngay bùn nước luôn á chị. Cái lồn má. Bảo phải cà lồn, phải giật cái mình luôn à. Chị Di tin em không? Em đi chung với anh Tâm. Em đi chung với anh Tâm, thấy bà xài đi ra, em kêu là anh Tâm bắn bà xài luôn đi. À. Cái ông Tâm nói là súng có một viên là rồi. Di vừa mới nói, Di nói là anh Tâm giết bà xài đi, cái anh Tâm nói là súng có một đạn là Di thật luôn á. Là em đang có cái spam nút R luôn á. Chị Di tin em là chính trị gia. Em không một tác dụng luôn, nãy giờ em chỉ biết đi vòng. Tôi là người Canada. Tôi là người Canada. Em là chính trị gia. Nó nhanh chưa chị? Em là người Canada nên em mới mạnh dạn đấy. Em đi quay lại em kiếm dịch đó chị. Trời, hiểu rồi. Nó cắn trước mặt em luôn mà. Em không chị có rồi. Em không có, nếu mà em là dịch là em đã giết chị rồi. Còn cái này là Duy giết anh Tâm trước mặt em ngay cái bồn nước luôn. Đó, chị thấy biện minh chưa? Chị thấy chưa? Chị là chị ruột của em đó, rồi sao mà chị không cái con ngỗng ba gan này nó ngu thiệt chứ, cái con ngỗng ba gan này
đúng cái con ngỗng ba gan luôn á. Vô hại mấy lần là dụng xíu cũng không sao, cũng không xong nữa. Con Vicky nó chết đầu rồi đéo biết à. Tao bảo rồi mà, tao bảo là tao chơi vì đàn ngỗng mẹ. Con Vicky nó là dịch nhưng mà nó bị chim mừng giết cái lồn má, chị thấy nó ngu chưa? Đừng có chửi nó, chị giết nó. Có đâu. Má nó là vịt mà nó bị chim bưng giết rồi đủ. Má nó không dám giết ai hết trơn. Nó để chim bưng giết nó vậy đó. Đừng, không, đừng chửi nó. Má mất mặt chứ. Đủ má làm vịt mà mắc cỡ giùm nó luôn á. Làm vịt mà để chim bưng giết nó liền rồi. Mày kêu mà em mà là vịt nha. Là sao? Sao mày nói thế? Còn bị xoài. Mà Vicky đâu rồi? Giận hả? Nó có đồ rồi. À, con đi xoài, lý do gì? Lý do gì? Lúc đấy là không ai biết tôi là mình cả. Ông kia ông đang chế đừng có nói như thế. Mình vô trước đi. Tôi thấy chế nuốt cái sáng thôi. Chế nuốt cái sáng trước mặt em mà. Thì ta bảo là thì ta đã bảo là đấy là ta đã chơi gì đàn ngỗng. Nhưng mà chơi ăn nhiều là chơi win rồi. Mày ăn nó một cái. Hay là anh đổi máy thử à? Hay là anh đổi máy thử coi. Nhưng mà chế ăn ba cái là chế là win rồi mà. Đúng rồi. Ê, cái bạn kia bạn ấy không vô game hả? Cái bạn mà xin code đi. Kìa, bóp á. Đây nè, tôi ở đây nè. Đâu, hậu bạn bóp nè, bạn bóp màu hồng đậm nè. Đâu, tôi không thấy bà đâu hết á. Tôi nè, nghe giọng chưa? Nghe chưa? Tôi nghe giọng rồi. À, thì đây là giọng giống bóp xe lỡ lờ cùng mình. Tôi nghe giọng giống đàn bà quá ta. Anh cứ vậy thôi. Thì con xin nếu mà điều đó nếu mà anh nói em như vậy mà anh vui thì cũng được, em chịu, em chấp nhận. chấp nhận sao mà miễn cưỡng vậy bà nội. Tôi chấp nhận là con đàn bà của anh, ok chưa? Ok ạ. À? Cái gì nữa? Anh nói cái gì nữa vậy? Rồi luôn. Đàn bà thì ra là như luôn. Vậy thì ra là như vậy đó. Thì ra là như vậy. Mà em nói vậy chết tỉ mẹ em nhỉ. Ra là anh ta mới đập kiến xong, tôi bước ra ngoài thấy cái xác của con vịt nè nằm ngay phía trước quận Bình Thạnh, trước cửa quận Bình Thạnh. Tôi đang đứng đập, tôi đang đứng đập kiến với lại má tên gì ta, sao tự nhiên quên mẹ cái tên đó rồi ta. Ê, hôm nay ai đang đứng đập kiến với tôi vậy? Chị Di Chan đang đứng ở quận Thanh Xuân. Còn hai cái con màu vàng là đang đi chung, còn em đang dí xe đít. Không, hồi nãy chị đứng đập kiến với ai á. Hồi nãy chị đứng đập kiến với ai mà chị lo đập kiến quá, chị không có để ý. Nhưng mà có một người, xong chị bước ra là chị thấy con vịt nè là cái xác nằm lăn quay đó rồi. Em với Chi Đô đang đi chung. Đúng rồi, thì nhờ Sấm Than cũng ở gần đấy. Sấm Than cũng gần đấy. Là đi cái đường đó là qua Bình Thạnh đó mấy mẹ. Là EZ đó. Vòng cái hồi tao đi y như tao. Em với Chi Đô đang đứng chứ, đang đi tới tiệm cắt tóc rồi. Là cái đường đó qua quận Bình Thạnh đó mấy mẹ. Thì định đi qua quận Bình Thạnh đó. Buông khóc thì. Là con EZ đó. Là con EZ đó. Em gì? Bỏ qua hả? Đồ ba đó đi tù rồi mọi người. Ok. Chết luôn cái tù gì. An toàn. Sao? Sao ai vô đấy, ác
Chết rồi. Em là gì? Lần này em nói thật đi xoài. Ezi là Việt đúng không? À. Xoài cũng là Việt đúng không? Hai đứa mày định ở đây giết tao đúng không? Không. À, như trên. Vậy là có chi đâu chết mẹ đâu rồi. Ồ, đây, kiếm đi, kiếm. Tao bên này, bên này. Hồi nãy nó đi bên này qua nè. Alo, có ai nghe nói không? Kìa. Yeah. Con chi đâu rồi? Con chi đâu đâu? Thấy con chi đâu rồi? Thấy con chi đâu rồi? Kìa. Ồ, gặp con mang bô mọi người vẫn còn sống. Mọi người vẫn còn sống. Tao bị con mang Nè, có màn hình. Con Mambo. Mambo là con nào? À, cái con mặc đồ hả? Con Mambo. Rồi, đây, để tao xử. Đâu, đây. Đúng luôn. Vãi cái đấy. Ôi, mà tao thích rồi. Hay quá, chị Chí Đô ơi. Trời, ủa, chị Chí mà, chị là người Chí mà. Sao vậy? Chị Đô là thông tin mà, Đâu nhưng mà con Mambo là vịt mà. Con Mambo. Thì đúng mà. Chị cảnh sát trưởng chị chém chết nó mà. Vậy thì tao báo là cái bắt trước rồi ta. Con Mambo. Chị cảnh sát trưởng chị chém chết nó mà. Trời ơi, giành MVP main của tao. Cái gì trời, tao là người phát hiện ra nó. Là tao là người phát hiện ra nó, tại sao mày lại không khen tao? Phải công nhận Chido bảo con Mambo dí tao đủ nghĩ chạy mà luôn. Ủa mà sao mấy con vịt chết hết vậy? Mày biết không, tao đi tôi chết nhầm vịt. Vịt chết nhầm vịt rồi. Tôi kể mọi người nghe nè, tôi đang đứng làm nhiệm vụ. Mambo tàn hình đi lỡ sặc. Tại vì tôi đâu biết trong ba tụi mình có một kẻ bắt trước nên tôi biết là ai. Thấy chưa? Tao là kẻ bắt trước nè, tao đi bắt trước, tôi vòng vòng tôi kiếm coi ai là ăn dịch. Mà không thấy ai hết, không thấy ai nhận tao là ăn dịch hết nên thôi, tao vô gia cư. Sao lúc đầu tôi với bà chém đôi ở trên kia mà không chém luôn? Tôi là siêu năng tôi lực. Tôi mới nghi ngờ bà bạn đấy đi chứ. Tôi là siêu năng lực, tôi giết một bên đầu tiên rồi đó. Hai bên hai thì mình cùng giết. Ờ, tôi không để ý. Siêu năng lực phải giết, phải bấm xong rồi đi một khúc xong đứng lại 10 giây mới giết được. Ờ, bị đứng im 10 giây. Đúng rồi. Ờ, quả đầu tiên tôi thấy có một người giết thay mà, mình tôi giết chứ. Lúc chưa tao chơi siêu năng lực tàn hình đó, xong tao cứ giả bộ, tao tới cái bàn tao bóc bài á, tao mẹ cứ giả bộ là tao bóc bài không được, nhưng thật ra là tao đang giết người. Đâu ai biết đâu. Kẻ mắt lẻo là sao đấy? Em Ron. Tự đọc cái Ron đi. Ôi đất ơi. Chơi bồ câu. Không có chơi bồ câu nha. Ơi, ai kẹp kẹp bồ câu chơi với con ngỗng nha. Cái thằng số 7 là gì đấy mọi người? Chim bồ câu không được phun độc đâu nha, không được ác xì đâu á. Chơi đúng như rồi, một con ngỗng ngu á, chơi như một con ngỗng bà gan á. Chị làm gì vậy? Chị? Alo. Chị làm gì vậy? Là Tinh Linh. Em là chim Canada. Ý lộn, em là người Canada.
Canada là giết em xong rồi bọt đúng không? Đúng 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 đúng, giết em xong là dịch tự thì bọt hoặc là chim ưng á. Đi 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 đi. Ơi. Đi qua văn phòng thị trưởng. Trời ơi, có làm gì tới bốn người chết như vậy? Ông cái ông màu hồng nhạt và thằng Chido ba người đóng dấu. Tôi xong đầu tiên, xong tới ông hồng nhạt xong mà thằng Chido nó đứng ở đó một tiếng đồng hồ nó không đóng dấu xong, tức là ba bọn tôi lấy hết. Thì chỉ còn lại ba người kia thôi. Đó, một trong ba người bây giờ một mình chọn đi. Trời ơi, đủ má gì mà nói chuyện ác nhân như trời. Không đúng, tại vì là em với màu hồng nhạt là spawn ra là chung với nhau. Xong thằng Chido nó bước vô là ba bọn em đứng với nhau từ đầu luôn. Đúng rồi, em đóng không đi đâu luôn. Em đóng nó toàn không hai đứa, xong rồi Chido tới sau nhưng mà Chido nó bước vô nhanh lắm. Lúc đó là em đảm bảo là nó chưa kịp biết ai đâu. Còn chưa hồi giết người nữa. Em đó thì là chỉ còn ba người còn lại thôi. Thôi. Bây giờ nè. Bây giờ cách đơn giản nhất là vậy nè. Vote. Ủa nhưng mà anh Tâm thấy xác ở đâu vậy? Hả? À, anh đâu thấy xác đâu. Sao anh là người report? Đâu biết đâu. Canada. Canada kìa. Sao là người report? Anh giết. EZD. Vote EZD. Không tin lắm. Vậy là anh Tâm giết chúng Canada rồi. Vậy là anh Tâm giết chúng Canada nên là bị ấy rồi. Oh my god. Ủa? Thì ra là... Ủa thì ra là tự nhiên tôi chết. Ủa sao... Ui, anh là vịt đúng không? Chị nói anh là vịt đúng không? Anh biết anh giết chúng cái này đây là tự đi bọn đúng không? Bây giờ anh cừ, em muốn kêu anh là vịt. Chị ơi em định cắt. Yes sir. Em Canada ông giết chúng em. Ông giết luôn chim ưng double kill luôn. Double kill trong phòng luôn. Sao mà tự nhiên mọi người không vote ổng? Cho nói tới vậy rồi. EZ đúng rồi. EZ là dịch vote đúng EZ rồi. Còn ông Tâm thôi. Anh chị Duy đang đi kiếm nè. Biết vô ai rồi đó, bé Tâm. Là bé Tâm. Biết không ai rồi đấy. Trời, đủ má mày. Bé Tâm. Ba đứa chúng tôi đi với nhau. Anh nghĩ gì? Ba đứa chúng tôi đi với nhau chỉ còn mọi người giết. Ngoài anh ra còn ai? Dạ hầm. Rõ ràng là anh rồi. Tạm biệt bé Tâm. Ủa sao Di không nói gì hết à? Ê. Ê, chấm than thôi. Em đang đua. Đấy, vốt bé Tâm thôi, vốt bé Tâm. Ồ. À, nếu bọn em đi với nhau mà anh. Trời ơi. Mà tao đang đéo hiểu là EG nó bị có 2 vốt mà sao nó đi tù á. Tao chết luôn trời. Là sao? Em... 2 phốt gì? Còn 1 phốt lẻ mà. Có một người 2 phốt à. Còn anh 1 phốt, Chido 1 phốt với 1 cái skip. Đâu, bà đi, bà đi, vừa xong luôn nè. Bà ghi em tắt mấy tóc phone nha. Thì đó. Thì mỗi người 1 phốt hết. Chỉ có EZ 2 phiếu thì EZ đi thôi chứ sao đi tụ. Chừng nào 2 người chung phiếu kìa. Đúng rồi. Anh vote con Di mà. Ủa sao anh vote con Di? Anh chơi vịt mà anh kỳ vậy sao vote gì? Thì em mới nói với anh là anh vote gì 2 phốt. Chỗ mình gì 2 phốt thôi. Không, anh vote con gì cha anh. Thì anh không hiểu hả? Bây giờ anh vote 1 phốt gì cha anh đúng không? Chi đu 1 phiếu nè, anh 1 phiếu nè, một người skip nè. Còn EZ 2 phiếu thì EZ đi. Còn nếu mà 2 phiếu trùng với 2 phiếu skip á thì EZ đi tù. Hiểu không? Từ từ đợi xíu mọi người, ông kêu đen vô. Ba đã xui giết chúng. Trời ơi, ba đứa mình kiểu đi ra spawn đúng ba đứa luôn. Ba. Ồ đúng rồi đó. Phải lồn ông vô giết ngay con chim đa luôn. Cái ông hỏi anh không thấy xét đâu, trong khi đó ông thì bọt là hiểu rồi.
Ê, xong rồi biết thế nào không? Kiểu đến không, hàng cuối lúc chứ đó tự tao dưng không có nhìn màn hình, tao đang đi đi đang đi ngay với với Trấn tao. Than với cả bé Vi, xong rồi tự dưng thấy báo có xác phát thôi, biết liền, biết ai tao biết không liền có nhìn luôn. là iPod. Bé lúc đó Tâm tao quá đâu nhìn đen. màn hình đâu. Ủa chị Di đi Ủa ông kia đâu ta? Tính ra em bé đưa Tâm có chưa thấy vô anh giết nó ngoài đường là quá liều luôn đó, anh phải giết nó ở đâu kín kín á. Đợi xíu ổng ổng tẩy mình đang vô. Vậy thôi giờ trước em đi. Em đấy thì kệ. Ông đang tại ông đang vô rồi. Tại anh lên máy tính được không? Má anh chơi trên điện thoại bất tiện quá anh giết người. Ok. Máy ok. Gì? Không không ngọt, dao cứa không ngọt. Ừ, máy không ngọt, ông cứa cái đầu tôi mà không ngọt. Ừ, đủ má. Hết cho anh là còn một giây nữa em màu chiêu quá chứ không em chiếm cái đầu anh rồi đấy em cảnh sát trưởng đó. Hên á, hên á. Hên á, hên cho anh đó. Cảm giác sao anh? Ừ anh Tâm đổi đi, anh Tâm đổi đi. Chơi game này em đi đua mọi người ơi. Trời ơi, sao đi đua hết vậy? Thôi em cũng nghỉ luôn á. Có khách, người ta thì quá nhiều khách. Nhưng mà đi đua hết là em cũng nghỉ luôn á. Ẩm lên máy tính. Anh Tâm lên máy tính. Ai xe khách cho thỏ được không ạ? Thỏ đang đéo có khách. Thỏ đang đéo có khách. Ngày mai mày bắn khách tổng chị lên à? Không, thỏ chỉ biết chơi trai thôi. Vậy thôi. Mày bắn khách tổng chị lên à? Nó ổng cho đi đâu mà bắn đâu. Ok, tốt. Cái này là mày đang làm lại, mày đang chuộc những cái lỗi lầm mà mày gây qua cho tao hôm qua. Bây giờ tao đã chốt cái ý định vậy thôi. Là tao hy vọng một tuần nay mày làm đúng cái những cái lời hứa hồi sáng này mày hứa với tao. Nếu mà mày cảm thấy mà không hứa được thì thôi mình dừng lại. Được không? Tao đang cho mày một cơ hội để mày chứng minh những cái lời hứa là tao hy vọng mày làm được á. Nói. Biết rồi. Giờ đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm. Giờ tôi ngủ. Giờ tôi ngủ. Giờ đi ngủ hả? Từ từ. Từ từ đi ngủ hả? Vậy đọc chuyện đi, tắt mic. Bóp bài. 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 Kêu bạn đó nhắn lại kìa. Bạn đó nhắn lên làm khán giả. Quay. Cái gì? Thế? 502 nhìn chiến trường đấy. Chữ F á, nhắn vô. Đó. Trời ơi. Tức ai? Địch ra Đức Anh. Oh my god. Trời ơi. Ai chưa mọi người? Đợi chưa được. Còn Tâm nữa, còn Tâm nữa, đợi đợi xíu ổng đi. Chị đu chế, chế, chế. Chị đu ơi. Chế vô được và lấy đuôi chưa? Chuyển lại nét là vô được á chế. Rồi, vô được rồi. Vô nha. Đây để quăng cái link ở comment nha, ai đó mà donate cho. Chế đánh giá qua lại với em không? Chế đánh giá qua lại với em không? Đánh giá qua lại. À. Okay. Em có 70.000 tiếng à. Ai donate xéo không? Tao có 10.000. Ai donate xéo không? Chế đánh giá cho em đi chế. Em đánh giá lại cho chế. Ai đánh giá xéo không? Một bộ đồ cho nó vậy nó. Sao chế có chịu qua lại không? Để tôi biết tôi bấm cái nè. À, cái đây đây tao có 80.000 à. Em 70.000 đủ rồi chế. Ai đánh giá chéo không? Ai đánh giá chéo em không? Ấy rồi đó, chơi chấp nhận đi, em kết thúc đùa. Vô đi, vô mọi người. Vô đi, em xong rồi nè. Đánh giá chéo không mọi người ơi? Đánh giá chéo là sao? Ủa anh Tâm vô rồi đúng không? Vô. Trời ơi, con nào mà diêm vúa vậy? Con nào mà diêm vúa vậy? Còn ai khác nữa em tuấn? Em đánh giá chế một sao nha. Con này mình chết người thôi đó nè. Xin đánh giá. Em đánh giá chế một sao nha chế. Trời đáng lẽ mày phải thuê tao 7 tiếng chứ.
70, của mày 70.000 mà tao thuê được có 1 tiếng thôi. Thế để em làm lại cho chế nha. Ừ, thuê thêm 6 tiếng. Thêm 6 tiếng hả? Gì? Nè, mày bấm lại rồi đó. Chế, chấp nhận đây, đây chế thuê lại em đi. Nhanh đi chế ơi, thời gian có hạn, cái tay em nó chậm lắm chế ơi. Ôi thôi. Ok, vote 5 sao đi. Đang vote. Ê, có Nguyên con ngựa. Ước gì chị Đô, ước gì chị Đô đánh giá mình. Ước gì, ước gì mọi người, thôi tôi muốn mình giờ. Ước gì người đàn bà của tôi đánh giá tôi. Rồi đó chứ. Rồi đây để tao qua mày. Cái lên play đua em trên Discord em có. Thôi để em thả luôn trên này. Đây tao vô luôn trang mày rồi. Đây 1 tiếng. Đây em anh thuê tôi đi xong rồi tôi thuê lại. Thôi giờ mình một phía được không? Mình một phía được không trời? Khóc luôn ạ. Thì bây giờ anh thuê em 1 tiếng đi xong em thuê lại anh 5.000 là bao nhiêu thành 80 ta? 16 tiếng. Trời quá đã. Thấy đã chỗ nào luôn. Bút giờ. Trời má, ngẫu nhiên ra ngẫu luôn mà. Ngẫu nhiên ra ngẫu mà. Ngẫu xỏng. Rồi đó. Xong rồi nhá xoài. Yeah. Chị nữa. Ủa, chị nữa. Ủa sao lỗ ta, bà nãy em ta mấy ngàn mà. Chị ấy, chị ấy. Đúng rồi. Em cũng bị lỗ mà chê. Em lỗ hết 10 ngàn. Chế cũng vậy đúng không? Hello anh. Người từ từ đang quyết nhà mẹ sao vậy? Đi mày pizza nạp béo cho. Tôi tập trung tinh thần. Tôi đập mấy con kiến này. Thôi. Mày gì? Mày chỗ đủ quá đi nhanh như vậy. Cắt đầu mày. Chị lại gì? Em lại gì? Đây. Chị lại đây, chị vô đây. Vô đây. Có người. Em là kẻ đeo bám, em đang đeo bám chị á. Nếu mà chị chết là em thấy luôn á. Em đi theo chị để em bảo vệ chị á. Hiểu không? Chị chạy đi đâu là em có mũi tên đi theo chị hết à. Vậy là người nói tiếp. Ok. Chị đi đi, chị muốn đi đâu là nó có mũi tên đi hết à. Chị đi trước đi, em đi theo được hết á. Không phải đợi. Không nhất thiết phải đợi. Chị double kill hay gì kìa chị. Đâu ghê quá, chị Đô. Từ, em lau tay cái em mới móc cước mũi xong nó rít quá chị ơi. Đợi xíu, em chùi cái tay cái nó rít quá. Hơi rít ra. Bỏ cước mũi vô miệng không vậy? Không, bà đợi rồi chị. Chị nhìn quá nhỏ. Ây da, đưa lên làm gì đây? Lên đây. Em tin được chị bóp, Má tin được, vậy bà làm cái sực kia. Ờ, từ, cái khúc này quan trọng nè. Má, lại phim nữa rồi. Ừ. Cái lùn phim gì vậy? Double kill. Đi chị, sửa đi chị ơi. Đừng vô. Đứng ngoài, từ sao ra ra. Có MC ở sắp đấy không? Ủa, ai chở? Có MC ở sắp đấy không? Dưới nữa, chạy đi. Đứng ngoài đi. Chú chị đông. Sửa đi. Không biết sửa. Ai vô sửa đi, ok. Rồi xong, là ai ạ? Là ai ạ? Màu tím á, màu tím.
Nè em nói cho mọi người nghe một thông tin nè, một thông tin của em nó rất là quan trọng là hồi nãy lúc mà mình đi xuống hết đúng không? Là có một hồi nãy Chido anh chế Chido đi cuối với màu tím hả Chido? Màu hồng nhạt á. Nhưng mà tao đi ra luôn. Tao đi ra luôn. Nhưng mà anh đi cuối hay sao? Lúc mà chạy xuống để sửa cái dưới á. Anh tâm với ai đó ở đấy xong rồi tao thấy ba khác còn đông tông sấm luôn. Vậy là anh đi xuống dưới ngay cái chỗ sửa đó trước em hả? Chido? Không, anh tức là ở anh, trong đó anh nói nè, bây giờ nè, mình... anh là người vô dập lửa. Anh là người vô dập lửa. Sáng mà anh không rì bọt. Anh mới dập lửa ra mà, anh vừa la ăn cái anh bấm rờ mà. Đâu, vừa dập lửa xong phát mới có xác, hiểu không? Ba cái xác nó nằm ở một chỗ luôn hay sao? Không, nhưng mà tôi nghĩ là ông 502 nha. Ba cái luôn hả? Ủa kìa. Ừ. Cái gì vậy? Ba cái nằm ở ngay cái chỗ dưới luôn. Phải cắt tôi nhớ tại vì là anh đi giết vãi lồn. Tại vì là chỉ có thể những người mà đi vô dập lửa mới giết được, tại vì những người đứng ở ngoài thì làm sao mà cái xác nằm trong đó được? Đúng không? Là có em với Mini ở ngoài nè, em Mini với chị Bóp ở ngoài nè. Ừ, thì chỉ còn những người ở trong đó thôi. Đúng rồi, tao đi ra luôn ngay sau đó làm sao tao giết được người được. Tại vì ba cái xác nằm gồm ổn viện phía trong mà, nó đâu có nằm phía ngoài đâu. Thì làm sao mà những người đứng ngoài giết được. Với 502 á. Dạ. Có 502 trước thì tính. Ừ kì gì. Kìa, 502 là chim ưng. 502 là chim ưng, nó không có phốt được. Nó không có phốt được, nó skip kìa. Còn hai dịch chị Bóp ơi, em theo đuổi chị nha. Em ngỏng, em kẻ đeo bám. Nhưng mà từ từ, có thể là hồi nãy chim ưng nó giết được vịt rồi, một con vịt rồi. Chị hiểu không, cái lúc mà em không biết là màu vàng, để em kể cái thông tin của em cho nè. Cái thông tin của em là cái lúc mà sửa trên xong để đi xuống dưới sửa là em thấy có màu tím với lại màu vàng mà em không nhớ là vàng nhạt hay vàng đậm ở trên đó mà vàng nhạt chết. Em đang kêu là như vậy. Thế là sao không? Đúng không? Nếu mà con chim ưng không vót được đúng không? Thì ngoài con chim ưng giết hai người dưới đó ra thì phải còn một người nữa giết thì chắc chắn chỉ là bé Tâm thôi. Bởi vì tao là cảnh đúng sát trưởng, tao cũng giết được người. Vậy là thì còn cảnh sát trưởng với lại cái con màu tím thôi. Con màu tím nhạt á. Đéo tin anh hay chi đâu. Em không tin ai. Tại vì á, cái lúc em hỏi anh Chido một cái này nha. Cái lúc mà anh sửa xong mở cái lửa ở trên xong đi xuống là anh đi sau cùng hay là anh đi trước? Không, có nghĩa là tao đi vào trước nhưng tao không biết sửa, thế là tao đi ra luôn. Đến lúc tao đi vào lại, tao thấy có hai xác. Vậy là màu tím giết màu vàng nhạt ở trên rồi. Hồi nãy em thấy hai màu ở trển là màu tím giết màu vàng nhạt ở trên. Nếu mà muốn chắc chắn một... Hả? Vậy Chido là gì? Chido cảnh sát trưởng. Vậy giờ bây giờ vô Tâm, sao mày biết cái ông Tâm trước đã, vô ông Tâm trước đã. Xong rồi tới lượt căn phòng người ra bắn màu tím là sao? Khi mà anh chết đi rồi á, mà em vẫn chưa kết quả. Nghe chấm than hay giết bóp, giết chấm than hay giết bóp. Bé Tâm. Chấm than giết Tâm trước. Tâm trước. Ok. Phớt tím nhạt á, tím nhạt. Tí nữa bắn chấm than. Anh hơi quê em rồi, chi đâu à. Bé Tâm bị. Đi. Chuông hả? Chứ gì, chị bấm đi. Chị bấm rồi. Chị bấm hồi nào? Rồi. Chị ghê á, hồi nãy chị bấm chuông á. Mọi người ơi. Đúng. Em nhìn drone của anh đi. Ủa? Đâu, Tâm đâu? Ủa? Kẻ bắt chướng. Ủa, Tâm là kẻ bắt chướng. Ủa, kẻ bắt chướng là sao? Là nó thấy anh là dịch nên nó đéo giết được. Đéo giết. Vậy anh là cũng có căn dịch trong người là mốt. Ồ, nhưng mà em sẽ đúng người kìa không? Cách phục một phát. Thôi em xin lỗi anh Tâm, em xin lỗi. Tại là anh vô chi, tức anh vô chi. Hả, cậu thích chết gì? Nhưng mà, những mọi sai lầm nó đều phải có một cái giá để trả, em hiểu không? Rồi, nhưng mà từ từ, cho em hỏi là tại sao mà có đây cái xác trong đó dữ vậy? Em Di chạy vô, em Di dập lửa, em Di bị giết luôn, bị Cam giết. Mình giết xong mình đi ra ngoài luôn mà. Mình đứng im mà. Em bị Cam giết. Trời ơi. Là tôi vừa mới vào phát tôi đã nhìn thấy cái trận thảm sát đây luôn. Sao rồi? Mẹ đi vào phát tên.
sao tự nhiên được thế nào dưới tẹt phát nữa, xong rồi thêm phát nữa, tẹt luôn. Chưa rồi. Mẹ vào thì vừa vào ra thì nếu sẽ xả phát thì ra. Ông Tâm vỗ hả ông? Là anh Tâm không có chức năng đi chứ thôi ra sao là bạn chết. Đang ăn, đang ăn. Vô. Đang gọi cuốn. Tâm to lắm. Chị đô xong rồi. Tới đây là chuyện tình kết thúc. Cái gì trời ơi, em trình, em không mà. Em không bao giờ ngậm được con gu của anh nữa. Má có đặt bom kìa. Ai chơi đặt bom vậy? Ôi. Ai chơi đặt bom vậy? Ôi. Con dịch đặt bom là cái con dịch mà gọi là sao ta? Nó báo nhất luôn á, nó báo luôn con dịch của nó luôn á. Ừ, bữa EG quăng cái bom cho anh trời, rồi quăng ngược lại chính mẹ mà. Ừ, EG quăng cái bom, xong tôi quăng ngược lại. Sao mà chạy không được hả cơn? Chết rồi, bắn chết rồi. Gồng đi, gồng đi, gồng đi. Đường nó gồng chết rồi, chạy nó về rồi. Hey, hello bạn. Gì vậy anh Tâm? Gì vậy anh Tâm? Cái gì? Tao là chính trị gia, con đĩ mẹ mày. Anh dí dữ vậy? Hết hồn. Không có ám sát đây thì tôi khai ron cho anh đã chứ. Đủ má nãy tôi khai ron cho anh Chido luôn, đủ má vậy mà nở lúc nào cũng vót tao. Vậy mà Chido cho sao chế phốt. À! Anh xin lỗi em, tại vì nó giật cái bơm vô người anh nên mày đi hả? Cho em và anh phải chạy. Mày đi hả? Cái gì hả? What the fuck? À, lên đấy rồi. Ông lại cái gì vậy Tiểu Ngư? Alo, ông lại cái gì vậy? Nhìn thấy, nhìn không nhìn, nhìn thấy sao mà hỏi. Ông lại cái gì? Ông lại cái gì? Ấy, nhưng mà thầy hứa hơi bệnh. Có ám sát đéo đâu. Ồ, có một người chết. Nổ bom. Nổ bom chị, nổ bom, nổ bom. Bom chết rồi, bom chết rồi, bom. Ừ, chết rồi bom. Nổ bom hả? Không, tại vì tôi thấy kiểu mọi người ấy quá nên là tôi rung chung, tôi sợ quá. Tôi sợ. Bom chết bom, tích 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 tích. Mẹ vừa đi qua bác đi. Vừa đi qua bên bom phải chạy vội cái bài. Mọi người, mình chơi bữa giờ với nhau là mình nhớ là kiểu sĩ không chơi đặt bom đúng không? Có một người kiểu sĩ rất hay quên đó là 502. Có khi nào ổng là người đặt bom không? Đây đây đây, em ra chỗ bắn chuông để anh bắn đây, em xem anh là người đặt bom không? Là cảnh sát trưởng hả? Em rồi anh bắn em. Anh là cảnh sát trưởng hay dân phòng? Hồi xưa mấy ông già có một câu là thà giết nhầm hơn bỏ sót. Nhưng mà anh là cảnh sát trưởng hay là anh 502 là cái gì cơ? Anh đừng bắn được đâu, ai bảo là anh đặt bom gì ra đây. Nhưng mà anh là cái gì? Em không biết nhưng mà em vote anh tại vì hồi lúc đầu anh dí em. Chấm hỏi. Ôi chết luôn kìa. Trời ơi nhiều vậy. Ai vote đâu kìa. Em có vote nhà em không biết gì hết á. Chị đẩy gì? Chị đẩy gì? Hả? Chị đẩy gì? Là tinh linh. Ủa không tinh. Chị là cái gì? Đẩy gì? Em đẩy này nè.
mình đi kiếm mọi người đi. Hello. Đây này, đây đó, đó, mình đi xuống đây xem thử có xác không này. Sao có? Ơ, em là Tinh Linh. Là Tinh Linh hả? Dạ. Ơi, vậy là hình như là chỉ có một con vịt nữa thôi á. Anh Tâm ông nói ông là ông Tâm ông nói ông là chính trị gia. Không, Mambo nó nói với chị nó là cái người nổi tiếng ở Canada và cái người mà giết là bị report á. Giết thì bò là Canada, còn người nổi tiếng là nếu mà giết mà nó kêu lên một phát là biết một con vịt chết là người nổi tiếng á chị. Giết mà nó kêu lên một cái ổng là người nổi tiếng. Nó dưới này này, nó dưới này đi kìa. Ba. Đâu chị? Ủa, ông Tâm đâu? Ông Tâm đâu đây? Hồi nãy ông Tâm ông nói với em. Đây. Anh Tâm là chính trị gia. Tao. Ủa, lại còn thiếu ai ta? Thiếu Mini. Mini. Cái con màu xám á. Tao là chính trị gia, EG là con màu xám, còn con màu xám. Đi kìm tung tích. Con. Ủa mà Mini chết chưa ta? Có đây mọi người ơi. Mini chết chưa ta? Nếu anh chết á. Đi. Mọi người sửa đi, alo. Rồi. Chị ơi. Tao vừa một vòng không thấy một ai luôn nữa. Ông 502 là bom thì gớt tại vì nếu mà còn con bom này nãy giờ đứng đây đông là nó qua rồi. Nhưng mà không thấy chị Mini nè. Nãy giờ Tiểu Ngư mới tới nha, Tiểu Ngư mới tới nha. Mini đi kiếm xác chị ơi, đi kiếm xác chị ơi. Đi kiếm xác. Không, nãy giờ cái xác cái chết thúi luôn rồi quá. Xuống đi tao. Được. Cái cô đó kìa. Đi xuống bến tàu coi chị ơi. Hồi nãy mình đi bên đây mà. Hôm nay không có. Đi kiếm. Từ từ làm nhiệm vụ cái. Giờ em dục ngược lại, hiểu không? Thôi Giang lên mình cứu nó luôn rồi vậy. Ok, đi. Thôi. Từ ở đây có 6 người nha. Còn ai ta? Thiếu Mambo. Mambo đứng đây nè. Alo. Ủa, Mambo đây à? Thiếu Mini. Thiếu Mini thôi. Mini chứ. Rồi bắt làm cái nó chết luôn rồi, đụng nó mày bấm rồi nó cứu luôn. Chấm hàng chết rồi. Chấm hàng chết đầu. Chấm hàng nãy bơm mà. Chido. Chido với lại Mini. Kiếm rồi. Mà đập được con mà chết 4 người. Em bên kia chết có 1 thằng. Trời, móc mèo cái xác luôn rồi. Nếu mình đi chung vậy mà kiểu mà vịt muốn giết mấy cũng đi biết được luôn á thiệt. Ê, lẽ ra đi, để con vịt nó còn giết người còn biết chứ trời. Trung quái này khó. Double kill ơi. Oh no. Xe bam. Gì rồi. Vậy ở trong này là kiểu sẽ có ít nhất một nhiều nhất là một con vịt chứ không là hai con vịt là nó double kill rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Khéo ở ngoài có đứa chết nữa, dễ là tìm được. Đi kìm Mambo, tôi theo dấu, tôi biết Mambo ở đâu, đi. Chị ơi. Đúng. Thế chị bỏ em. Trong này nè. Sao chị bỏ em? Hello. Rất hài đáng rồi. Ơ, tuyển ngôn. Lâu. Rất hài đáng rồi. Sao nó đi qua đây? Từ đi kiếm xét coi. Đi lên trên luôn chị, đi lên trên. Đúng lâu luôn, đi lên trên luôn. Đóng cửa, what the fuck? Chị nãy giờ thấy đi chung tiểu ngôn bị đóng cửa không luôn á. Ủa đây này, đúng rồi. Nhưng mà nãy giờ đi chung với Tiểu Ngư là cứ bị đóng cửa không luôn á. Bây giờ chị làm sao được?
Đây mà mọi người đi. Ghê quá à, đừng bỏ em nữa. Con dịch nè với lại chi đô. Con dịch nè với lại chi đô hả? Đúng không? Con dịch nè là chị Mini á, nãy giờ không thấy. Vậy là chết, chết thúi ở đâu rồi mà kêu mình tìm nãy giờ cái xe con dịch nè như này. Hay là bị cần cờ năng ta? Đi, đi. Con chi đô á, là tôi đi từ dưới lên xong rồi đi sang trái, tôi phát sang bên phải phát là tôi thấy luôn đấy. Phải đấy tôi đi. Là ở đâu? Cái xe ở đâu? Cái bạn ngay cạnh luôn, ngay cạnh chưa có tóc luôn. Vì cái văn phòng thị trưởng à, vừa đi sang phát là tôi thấy tôi vừa bao đấy. Tiệm cắt tóc hả? Ừ, lấy cả đám đang tụ tập ở văn phòng thị trưởng ấy. Nghe ai ta? Nếu biết nãy giờ đi chung không à? Có biết ai đâu? Đúng rồi. Không, mình chị với em với lại Mambo đi chung thôi. Còn những người kia là chị không đi chung nha. Ê, đừng nói vậy nha. Ê. Là em với chị với Mambo đi chung. Đi chung nha, là đi chung nha. Ê Duy với lại mấy Tâm đi chung hả? Đúng rồi. Vậy còn có người à? Không, nhưng mà em nghĩ là chỉ còn một con vịt thôi. Ờ, em cũng nghĩ chỉ còn một con vịt thôi. Hoặc là Mambo. Anh là chính chị nha, còn EG là thợ sửa khóa. Không, Mambo không phải đâu, Mambo đi với tôi lên từ đầu luôn. Vậy là tiểu ngư. Rồi vừa giết vừa la làng rồi, đậu mà xong rồi. Tự giết tự đi bọt. Bậy. Không ai thấy, chỉ có tiểu ngư thấy. What the hell? Gì, đi thiệt không hả? Tự đi chứ. Chưa. Bye. Bà lấy gì chứ? Hồi nãy ông Tâm nói gì quên rồi. Bà lấy gì? Thợ khóa. Thợ khóa hả? Đi đi kiếm, đi kiếm mấy người đó đi chung đi đi. Đi kiếm, đi kiếm, đi kiếm. Đây nè. Combo. Đợi đâu rồi? Hello. Đợi xuống làm nhiệm vụ. Đâu rồi, đâu hết rồi. Xuống nhiệm vụ cái. Quả trao này mà. Phót đi chứ. Ý, phót tiểu ngư đi chị. Phót đi. Mà nãy giờ phót đi. Phót đi. Chim đa đa đó, trời ơi. Có chim đa đa không? Ê! Ê gì? Nào. Ở dưới chết kìa anh Tâm. Bambo đi chung không? Có đi chung thì là táo. Không, Bambo ở chung với ở cái sảnh từ đầu. Bi Tâm với tôi là đi chung. Không, nếu như Tiểu Ngư hoặc là Bi Tâm thôi. Tại vì ba bọn mình đi chung với nhau rất nhiều. Thì đúng rồi, tiện không cái gì ông Tiểu Ngư với em mà phải lộn. Từ bình tĩnh. Bi Tâm với tôi đi chung, tôi là kẻ bắt trước, ok chưa? Nè, từ cái xét trước, ok chưa? Từ cái xét trước là tôi đã không liên quan gì rồi, nhưng mà chỉ còn một dịch thôi. Tôi đang đi chung với Bi Tâm. Tại vì là nếu mà kẻ bắt trước á, nếu mà là win rồi. Đúng không? Thấy kẻ bắt trước hai người là double kill rồi. Chứ đúng rồi. Để mình sống sót như vậy được. Không. Bây giờ có hai trường hợp. Nếu một là táo, hai là ông Bi Tâm. Bởi vì nếu ông Bi Tâm tôi là giả bắt trước, nếu ông Bi Tâm có thể nhìn là ông tưởng tôi là vịt. Lý do. Rồi sao rồi phốt tôi? Trong khi tôi không có liên quan tới cái xét nào hết. Không, chị phốt tiểu ngưng, Ờ, tại sao lại ông lại dí tôi trong khi tôi không có liên quan gì hết? Với là dí mấy cái xét kia mà ông dí tôi. Trong khi đó tôi đi chung với chị bớt. Bây giờ bớt thử coi tôi đi tù hay không? Vì chính chị ra.
bây giờ nếu mà vote đó là vote xoài. Tại sao là vote em? Ông Tiểu Ngư á. Phải lộn skip chịu, thua. Anh làm gì vậy Mambo? Alo. Anh làm gì vậy? Ông Mambo ở trên kia kìa chị. Ông Mambo ở trên đây nè. Mambo trên đây nè. Mambo ở trong cái phòng ấy á. Đây đây nè. Đây nè ông Mambo. Đi với nhau ngay từ đầu. Mambo nè, Mambo trên đây nè, Mambo đây nè. Bây giờ là lỗi nếu bây giờ thế thì ông Mi Tâm là cao. Bởi vì tôi bảo rồi, bạn cái là cái bắn trước, bởi lẽ chạy với ông Mi Tâm rất lâu. Thầy với ông Mi Tâm rất lâu nhưng không chết. Không thể nào là kẻ bắt trước được, tại nếu mà kẻ bắt trước đúng không? Ông thấy là hai mình đúng không? Bắt... Ông vô là ông đắp một kiếm rồi, tại vì có những lần đi ba người hoặc là bốn người. Không, bởi vì tôi đi cùng với ông Mi Tâm là mới đoạn vừa đấy rồi. Cái đoạn mà còn... Bây giờ một là đi làm nhiệm vụ, hai là mốt đi. Làm nhiệm vụ. Dạ. Vô thử này, thì mẹ vô thử luôn. Vụ vẽ thì tầm này nữa, còn có năm nữa. Tao Xoài. Dạ. Em nói gì nữa Xoài? Hả? Gì chị chạy? Thấy rồi. Em không phải là dịch. Em không phải là dịch. Em là Chim Ưng. Em giết người, chị thấy rồi. Em là Chim Ưng. Em giết người. Em là Chim Ưng. Chị tin tưởng em ngay từ đầu mà em như vậy đó hả? Em chị hiểu không? Em sẽ giết chết những người mà giết chị. Hiểu không? Ok, nhưng mà chị vẫn muốn em. Em sẽ giết hết những người mà giết giống giết chị là dịch. Nhưng mà em không phải là dịch. Ok. Em không phải là dịch, em giết dịch. Em đi giết dịch cho mọi người. Được chưa? Ok. Ok. Em là một cái gì đó rất là gọi là có một cái gì đó nó rất là ok. Mọi người nói sao Chim Ưng phốt không được, em vẫn phốt được đấy thầy. Mày bấm vô nhưng mà nó bấm bỏ qua mày ơi. Đó. Chưa. Ở dịch đâu hết rồi? Ủa có dịch ghê. Chị Lương mới gần gần hay là bà lấy một con vịt bì á. Em nè biết sao không? Tại vì hồi nãy em giết Mini ở dưới cái bến tàu. Cái em cố tình em dẫn mọi người xuống bến tàu để rì bọt xác. Là em quay lại em không thấy xác nữa. Là em biết ngay Chi Đu đi từ cái hướng đó ra là Chi Đu lại kền kền. Em phải giết anh Chi Đu trước để không ổng win. Thôi quá tức rồi. Tôi đã bảo rồi, táo mà lại và đến tôi nghi táo lắm bởi vì bạn đấy đi cùng với ông Mi Tâm vừa là buổi rồi. Anh ơi, lỗi anh. Ủa này. Em đến đi chị. Sao có 8 người ta? Mình kiếm thêm người không mọi người? Có chơi hả? Được rồi, vậy được rồi mà. Để chị Di xong á. Vô cả. Ê Di ơi. Cái gì? Con vít kia vô rồi hả? Cái kia đã thể hiện sao? Rồi, mày đi đâu rồi? Mày em với tao rồi. Mày đi đâu? Thám tử cảnh sát trưởng. Ui tôi đi rồi. Mày đi đâu anh Tấm? Gì? Mày đi á. Đâu biết. Kia ở dưới góc nè. Lồn đi cô chết được mấy. Mày sao chấm hỏi nhiều thế? Nhưng mà mày đi đâu? Không biết.
Em viết bả có mạng à. Mà đéo chạy được. Dính xì lô rồi, bị dính xì mai của nó với lại cái red giết á. Cái red đốt xì lô. Có dịch nha, chim ơn luôn hả? Chết đừng có giết em nha. Trời đất ơi, toàn kiểu mày giết tao thôi đó. Chế đừng có giết em, tại nãy chế cần cần chế ăn của em một xác rồi. Thôi đi ạ. Phích kỳ, có phích kỳ anh Tâm, có phích kỳ anh Tâm. Mà anh có gì đâu. Không, phích kỳ đâu, phích kỳ đâu. Có gì đâu mà anh chơi nó. Không. Nó có nó là con màu tím á, nó là màu tím á. Đâu, nó đâu. Đi kiếm, chế giết nó hay sao? À, được. Hù đó nha, tao hù đó nha. Mày chết mẹ mày rồi con. Đúng. Mày đổ mẹ mày. Mày chạy đâu? Mày chạy. Mày chết mẹ mày rồi. Kháng thì tao càng phản ứng cứ. Ê, có xét. Có ai thắp phá bì không? Con lồng sai. Mày, tao vừa mới thấy mày đi từ bên đó đi qua. Mày muốn nói tao thì mày hãy hỏi ông 502 coi là tao đã bước chân qua tới cái sảnh chính đó chưa hay là tao đang chạy ổng. Mày hỏi ông 502 á. Ủa sao tao đứng ở dưới đoạn mạn thuyền mà sao không mày nữa vậy? Ổn ba. Nếu mà mọi người tin em á thì cho em một round đó đi, em cần thám nghiệm một người là em sẽ cho mọi người kết quả ai cắn cái xác này. Không. Ta biết mày là không cho. Không cho. Cho thì thôi, bây giờ em có bằng chứng ngoại phạm là cái thứ nhất. Hồi nãy là em đi dưới với anh Tâm đúng không? Sao em gặp 502? Cái ông 502 đi chết ở trên với em là em chưa qua tới cái sảnh chính để giết AD ở AD ở ngay chỗ kia. Không thể, đó là điều không thể. Tôi sẽ cho em một cơ hội. Hôm nay tôi trong sạch. Chị cảnh sát trưởng, chị giết tôi là chị đây. Chị giết tôi là chị đây. Tất cả chỉ là biện minh mà thôi. Chị giết tôi là chị đây. Chị có thể chiếm chết. Ví dụ như mà thám tử á là bây giờ mình đi khám người này là nó có tính cái xét trước người đó giết không? Không, nó tính trong ra này thôi. Phải lộn em đi. Này em kể cho chị một cái thông tin là hồi nãy á em đi đó là em nghi là anh Chi Đu á. Chi Đu hả? Ok đi tìm nó để chị chém. Nghi thôi. Đi kiếm chị. Đó, chạy đây nè. Là sao mấy má? Sao bé Tâm lại chết ở chỗ nhà máy vậy? Tại sao vừa mới đi xuống luôn? Canada. Xét ở đâu? Xét ở đâu? Mới bẩn nhá. Tôi đang lượn xung quanh chỗ mấy người mới bảo là tôi. Xét ở đâu chị Đô? Mẹ cái đâu cả cái map kiểu ngư what the fuck. Vậy là chỉ có một mình anh thôi à chị Đô ơi. Không. Ủa tao vừa đi xuống luôn. Tao vừa mới đi xuống đấy luôn. Không. Bởi vì bé Tâm đi xuống đấy một mình. Thế là bé Tâm ta đi xuống và thấy sẵn bé Tâm. Ừ. Anh Tâm là Canada. Ông là cái gì? Nếu không biết giờ đại nào. Tôi là cái gì? Rô thiệt của chị Đu là cái gì anh? Đại chế. Ông lại sao lại. Của tao là ngỗng mà. Không, tôi không thể giết người. Rô của ông là gì? Tôi có thể, nhưng tôi phải nhìn thấy được chưa? Tôi có thể giết người, ok chưa? Có thể giết người. Tao không thể chết. Đúng rồi, vì đây. Tao nói cho mày nghe nè Thảo. Cái này là chỉ có một cảnh sát trưởng thôi, mà cảnh sát trưởng lại thì biết gì đó, không có văn phòng. Tại mà. Ok. Là... Ai, đi mẹ. Còn người đó tôi đừng, ai em thế đi mẹ đừng mất. Rồi con mẹ đi rồi.
Con mẹ đó, người bảo tôi vô đó, tôi được thằng đầu vừa là đã đi rồi. Trời ơi, trời ơi, có người bỏ tao, trời ơi. À, người bảo tôi. Người bắt thù. Cái đường ra tôi mới kêu. Đường má là tôi mới kêu. Anh lấy gì, 5 lấy 2? Anh lấy gì? Hả? Anh đúng. Cái rô gì? Xài. Cái rô của anh là rô gì? Mày im mày đợi để hỏi rõ ràng. Là kẻ đeo bám. Kẻ đeo bám hả? Bây giờ gì? Chị Đu là chim ưng á, chị giết chị Đu đi. Chị Đu còn 5 lấy 2. Mày là cái gì cũng lộn. Ờ quên mày nữa. Cái thầy đồng là cái gì á? Là gì? Mày khám cái xác á. Chị Đu rồi, chị Đu rồi, chị bóp ơi. Đi sửa 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 đi sửa đi. Mày biết sửa không? Biết đi ra. Hay. Ủa? Gì vậy? Ủa? Gì vậy? Ủa? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy ta? Ủa gì vậy ta? Ở từ từ đợi xíu để chị đưa cốt cho chị rủ thêm người một cái. Em đi đái cái, em đi đái. Con Vicky á. Con Vicky á. Mày mới là người ta tao đau á, tao là cái cửu mà nó thứ hai đứa mày đầu tiên đi mà Vicky với tao là hai đứa mày đợi đấy. Tao mới là người ta tự tao tửu, tao mới giết hai đứa mày. Má. Cảnh sát trưởng MVP men. Tại sao con bố có một con vịt yếu mãi. Chỉ có một con vịt à. Từ đợi một xíu, nó đang bật máy. Tại sao lại giết tôi? Tôi đâu có lỗi gì trời. Tôi là người phát hiện mà. Không biết sao bởi vì ở đấy nó đi bốn đứa đi chung, còn có mình ông đi lẻ đâu giết đánh đâu mà này hả? Phát cái phát mà ông quần sang á, xong nó quay tôi có tôi là bốn đứa đang đứng chung, có tôi ở đấy nữa là tôi đang lượn lượn xung quanh nữa là năm đứa, có mình ông đi lẻ thôi nhá. Điên nè, tôi là người phát hiện xác. Tôi bảo tôi là người không ba gan thì làm sao tôi chết được một mình được, phải chém liều á, quả mà chém xịt là chết đó. đã khai rô là ngóng ba gan mà còn dám giết là cũng liều đó. Sợ gì nữa. Quả không. Bởi vì vậy đợi không thể. Bởi vì bắt đấy nếu tôi đéo phải thì chỉ có ông thôi chứ còn ai nữa. Thiên hả? Đúng rồi còn gì nữa. Bởi vì cái đoạn cái nào đấy giết người á là mẹ tôi bốn đứa đấy đang đi chung. Có xong rồi còn tôi đi lẻ với ông đi lẻ, ông quất tác không phải tôi là kẻ báo thù, không phải bắt ông được gì nữa, khai ba gan làm gì. Ủa, ông kia vô sao mà cái ghe rồi giai điệp mọi người, giai điệp vô. Không thích trai. Anh biết à? Thích chị thôi. Thích người đàn bà. Ông coi vú nè. Đâu? Thích kỳ. Thích kỳ. Khách rồi sao á? Rồi thấy ăn chị phát mồ. Thích kỳ. Chắc là có khách gì khách rồi. Bà bóp này vú bự ngang ngửa chị Di. Mà cam đâu tôi biết thích luôn được mà hỏi đâu. Bóp vú bự hơn Di sao lại ngang được? Ý là bóp vú bự như chị Di á. Vô. Bởi vì tao theo dõi người ta. Anh em ta. Còn cái ông mới giúp Discord nữa, đợi xíu. Không. Thế nào không? Tao ra tao hỏi thân. Ờ vô trước một game đi, Hỏi anh ta một phát xong rồi thấy không có ai phát tao cắt đầu anh ta. Vô trước game đi, ổng phải đích ổng. Không phải cập nhật nữa. Anh Tâm ơi, anh có thấy em viết anh có mượt không? Em yên tâm đi. Quá, quá lố. Thôi ơi, cái lồn gì vậy? Từ bây giờ về sau á, nếu mà anh có một cái gì vũ khí trong người á, em sẽ là người đầu tiên anh yên tâm. Anh đừng đâm em mà, em thích lắm. Hai dịch rồi đó. Hai dịch rồi đó. Trời ơi mọi người, hai game liền tới thế đông tâm, cắt đầu đông tâm rồi. Bắn đi vợ, bắn đi vợ. Ôi. Trời ơi, thằng còn miếng máu à. Chức năng quy lách. Mẹ ngầu ngu. Ai á?